bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào, cuối cùng cũng phải thuộc về người hâm mộ của mình. Giá thầu của tôi được xây dựng dựa trên sự bình đẳng với người hâm mộ. Với sự phát triển như hiện nay, việc các tỷ phú và giới lãnh đạo quốc gia sở hữu câu lạc bộ và kiểm soát chúng như một sân chơi cá nhân không phải là một xu hướng lành mạnh. Đặt trong bối cảnh bóng đá hiện nay, phát biểu này có vẻ vừa hợp lý nhưng lại cũng rất vô lý. Tùy thuộc vào mức độ đam mê, yêu thích bộ môn thể thao vua của các ông chủ sở hữu dành cho câu lạc bộ của họ. Những ngày qua, người đàn ông phát biểu câu nói trên đã gửi đến ban lãnh đạo Manchester United một lời đề nghị mua lại 50% cổ phần. Còn 50% cổ phần còn lại, người đàn ông này sẽ kêu gọi các cổ động viên cùng góp vốn tài trợ để sở hữu đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Giá trị hiện tại của đội chủ sân Old Trafford đang được định giá chỉ dưới 3,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 3,17 tỷ bảng. Điều đó có nghĩa là nếu như các Man Utd muốn sở hữu đội bóng con cưng của mình, tổng số tiền mỗi người hâm mộ phải bỏ ra chỉ là dưới 3 đô, xấp xỉ khoảng 70.000 tiền Việt mà thôi. Lời đề nghị này được đặt ra vào thời điểm trước hạn chót 21 giờ tối thứ tư, khi mà các nhà thầu tư phải gửi giá mới hỏi mua Man United. Trong cuộc chiến giành quyền sở hữu quỹ đỏ, có lẽ chúng ta đều biết chỉ có hai bên đang thực sự tranh đấu rất quyết liệt. Đó là chủ tịch tập đoàn Ineos, Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh, và đại diện từ hoàng thân Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Tuy nhiên, cả hai đang có dấu hiệu kỳ kèo và trùng xuống khi chỉ đưa ra mức giá là 4,5 tỷ bảng, còn cách khoảng 1 tỷ bảng so với mức giá mà nhà Glazer rao bán. Và các ông chủ người Mỹ phải gia hạn thêm 48 giờ đồng hồ để các bên liên quan có thể gửi mức giá mới trong lần đấu thầu thứ hai. Lời đề nghị này không biết là hài hước hay nghiêm túc, nhưng nó đã ngay lập tức bị từ chối. Người đã bạo gan xen vào cuộc chiến này đó là Thomas Zuliakas, chủ tịch tập đoàn truyền thông xã hội Nova M và là một vị tỷ phú đến từ Phần Lan. Vậy thì ông là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua video hôm nay. Một gia thế cực khủng tại Phần Lan. Thomas Zuliakas, tên đầy đủ là Thomas Henrik Zuliakas, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1954 trong một gia tộc đầy quyền lực tại thủ đô Helsinki, Phần Lan. Nói sơ qua một chút về gia thế của vị tỷ phú này. Ông cố của Thomas là Henrik Wilhelm Johan Zuliakas, người đã từng đắc cử chức thị trưởng của thành phố Helsinki năm 1866. Trong khi đó, em trai của ông cố ông Conny Zuliakas, là một nhà báo và là người sáng lập đảng kháng chiến Phần Lan, một phe chính trị có công lao trong nỗ lực ly khai Phần Lan ra khỏi Liên bang Nga. Trong khi đó, thế hệ tiếp theo của gia tộc này là Linda và Tobias Zuliakas, đều là những nhân vật rất nổi tiếng. Thomas Zuliakas từ nhỏ đã theo học tại trường Zuliakaska, một ngôi trường tư thục của chính nhà ông thành lập. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1972, Thomas Zuliakas đậu vào Đại học Helsinki. Tại đây, chàng thanh niên này đảm nhiệm vị trí tổng biên tập của tờ báo Student Planet và đã từng 3 lần được bầu chọn chủ tịch hội sinh viên trường và sau đó là chủ tịch hội sinh viên trường kinh tế Hanken. Năm 1979, Thomas Zuliakas trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của hội đồng thành phố Helsinki, từng tranh cử cho một vị trí trong nghị viện quốc gia, tuy nhiên lại không thành công. Năm 1984, Thomas Zuliakas tiếp tục trở thành thành viên của hội đồng thành phố cho một nhiệm kỳ 4 năm. Sự nghiệp thăng hoa trong ngành công nghiệp điện tử. Năm 1980, Thomas Zuliakas trở thành giám đốc truyền thông toàn cầu của Nokia. Năm 1986, ông chuyển trụ sở tới Singapore với vai trò là người đứng đầu và là giám đốc điều hành của Nokia khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, ông còn giữ chức chủ tịch của Nokia Malaysia. Năm 1993, Thomas Zuliakas từ chức, tách khỏi Nokia và thành lập tập đoàn đầu tư Mobile Future Board, gọi tắt là MFW. Hội đồng cố vấn của tập đoàn bao gồm cả Pekka Tarja, cựu bộ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin Phần Lan và là tổng thư ký của ITU, Sven Christian Nielsen, cựu CEO của hãng điện thoại danh tiếng Ericsson, thương hiệu gắn liền với Sony để tạo thành công cho dòng điện thoại cực kỳ nổi tiếng Sony Ericsson. Ngoài ra, còn có Jorma Niemen, cựu CEO của Nokia, và Koh Boon Hui, cựu chủ tịch tập đoàn Singapore Telecom. Thomas Zuliakas được bầu chọn trở thành chủ tịch của tập đoàn và là người đồng sáng lập Mobile Entertainment Forum, một diễn đàn và tổ chức toàn cầu dành cho các công ty liên quan đến lĩnh vực gia tăng các dịch vụ tiện ích cho điện thoại. Sau khi Open Mobile được bán vào năm 2007, Thomas Zuliakas tiếp tục thành lập công ty Yuzu,
được liệt kê như là một thành phần của Singapore Stock Exchange, một công ty cổ phần tại Singapore vào năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2018, ông từ chức chủ tịch công ty này. Bên cạnh đó, Thomas Zulekas còn thường xuyên đầu tư vào Sandbox, một hãng chuyên phát hành các game online và game mobile. Chưa dừng lại ở đó, khi chứng kiến Nokia bị Microsoft thâu tóm bộ phận thiết bị và dịch vụ bằng một thương vụ trị giá 7,2 tỷ đô la vào năm 2013. Với tư cách là một cựu CEO của Nokia, Thomas Zulekas đã đứng ra thành lập công ty Nokia nhằm mục đích xây dựng lại thương hiệu mới bằng cách tận dụng những thế mạnh vốn có của Nokia và chuyển sang sử dụng hệ điều hành Android. Chia sẻ với ZDNet, ông cho biết mình đã từng cố gắng mua lại Nokia từ năm 2012, một năm trước thời điểm Nokia bị bán cho Microsoft, nhưng không thể huy động đủ nguồn vốn. Đây được coi là ý đồ cố gắng hồi sinh một thương hiệu huyền thoại đã từng rất thành công trên thị trường điện thoại thế giới. Với bằng chứng là Nokia đã lôi kéo và huy động được rất nhiều nhân viên cũ của Nokia có cùng chí hướng về đội quân cho mình. Hiện nay, khối lượng tài sản của tỷ phú người Phần Lan vẫn còn là một bí ẩn và không được công khai. Nhưng chắc chắn, việc giảm hỏi mua Manchester United chứng tỏ Zulekas là một người rất chịu chơi và sẽ hết lòng vì câu lạc bộ. Một người đam mê thể thao. Ít ai biết rằng Thomas Zulekas trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt, vị tỷ phú người Phần Lan đã từng có khoảng thời gian trải nghiệm và thử sức trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Thomas Zulekas đã từng giành một mùa giải sinh hoạt tại học viện của đội trẻ câu lạc bộ Fluminense tại Brazil. Từ năm 82 đến năm 86, Thomas Zulekas đã mua lại và làm chủ tịch câu lạc bộ quê nhà Helsinki. Ngoài ra, ông còn là chủ sở hữu của đội hockey hàng đầu Phần Lan, Jokerit, trước khi đội này bị bán cho nhà đầu tư Nga năm 2012. Sau khi chuyển đến Singapore, ông cũng mạnh tay chi tiền thâu tóm Geylang International từ năm 89 đến năm 95. Thomas Zulekas còn là người sáng lập và tổ chức cuộc thi Hoa hậu tài năng Miss Super Talent of the World, một sự kiện được diễn ra 2 năm một lần với tập đoàn Suta, với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao thời trang, gồm hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, MC, quán quân khiêu vũ với format rất độc đáo. Cuộc thi này từng được tổ chức tại Seoul, Busan, Daegu ở châu Á và lan ra các kinh đô thời trang lớn như Paris, Milan, Rome và Nice. Cuộc thi này từng có sự góp mặt của Miriam George, một hoa hậu nóng bỏng người Ai Cập. Đến thời điểm hiện tại, giá đề nghị 5,7 tỷ bảng từ hoàng thân Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, vẫn là lời đề nghị có sức nặng nhất. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất từ bên thứ ba, vị tỷ phú người Phần Lan Thomas Zulekas này, chắc chắn cuộc chiến giành quyền sở hữu Manchester United sẽ còn rất hấp dẫn. Mặc dù lời đề nghị hài hước, 50% tiền ông bỏ ra và 50% tiền cổ động viên tài trợ đã bị từ chối, nhưng bằng một lòng nhiệt thành và yêu mê bóng đá, chắc hẳn Kamanusian có thể mơ mộng viên cả một ngày nào đó, câu lạc bộ này sẽ thoát khỏi sự bóc lột của nhà Glazer, những người đã bon rút hết lợi nhuận từ doanh thu của đội chủ sân Old Trafford và để lại món nợ hơn 500 triệu bảng mỗi năm.